Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là đèn pha bên lái của Hyundai Avantia 2015. Hyundai được lắp ráp tại Hyundai Thành Công. Đây chính là cái đèn pha của nó. Để tiện cho trong quá trình quay thì em đã bỏ ra khỏi hộp. Với cái đèn pha đời này thì nó có cấu tạo đây là một dải đèn gen này. Đấy, nó nếu mà cái với cái đời xe nhập khẩu thì gần như là nó sẽ là đèn bi. Và đây chính là cái điểm nhấn của cái đèn pha, đó chính là cái phần phía đèn xi nhan thì nó đã làm nổi bật bởi cái màu vàng. Đây chính là, đây anh em nhìn nhé. Đó. Đây, đèn được sản xuất bởi công ty Hyundai và Kia. Đấy. Mọi người nhìn rất là chắc chắn. Cuốn như này để còn chuyển đi cho anh em. Đó. Thì vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái đèn pha của con Hyundai Avante 2015. Với cái đèn pha này thì nó đã bao gồm bóng đèn rồi anh em nhé. Nó không như một số dòng xe Nhật thì nó chưa bao gồm bóng. Đây là bóng đèn này thì nó đã bao gồm là đủ các bóng này, ba bóng chính này và bốn bóng led phía dưới, bóng phụ đấy ạ. Đấy ạ. Đó. Vừa rồi thì em đã vừa giới thiệu sơ qua. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.